Báo Văn Nghệ lên án giáo sư Ngô Bảo Châu. Tuần báo Văn Nghệ thuộc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, số 459 ra ngày 26 tháng 7 năm 2017, có bài viết Ngô Bảo Châu trên con đường trở thành ngụy dân chủ phản bội dân tộc mình của tác giả An Chiến. Bài viết nói rằng giáo sư Ngô Bảo Châu hành xử như một kẻ vô lại, không có học thức. Không rõ giáo sư Ngô Bảo Châu sẽ phản ứng thế nào sau khi đọc bài viết này. Hiện ở trên mạng xã hội có nhiều lời bàn ra tán vào, có nhiều người ủng hộ và đồng tình với bài báo Văn Nghệ mà viết ở trên trang của mình. Đồng thời cũng có nhiều người lên án bài báo rằng họ đang công kích cá nhân ở giáo sư Ngô Bảo Châu. Hiện có nhiều lời đề nghị của cư dân mạng cho rằng giáo sư Ngô Bảo Châu nên mời các luật sư này trong và ngoài nước khởi kiện tác giả tờ báo này ra tòa về tội lăng nhục ông. Vậy, theo bạn, ý kiến của bạn như sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi bài báo trên. Bài báo Ngô Bảo Châu trên con đường trở thành ngụy dân chủ phản bội dân tộc mình. An Chiến, 26 tháng 7 năm 2017. Sau khi giải được các bài toán về bổ đề gì đó mà đa số dân Việt Nam không có mấy khi được biết là để dùng vào việc gì, Ngô Bảo Châu đạt giải toán học phiêu. Sau đó, với tinh thần ưu đãi người tài, Ngô Bảo Châu được chính phủ mời về nước, được tôn vinh, được cấp một căn hộ trị giá 12 tỷ Việt Nam đồng ở tòa nhà Vincom, là viện trưởng viện nghiên cứu cao cấp về toán. Tuy nhiên, từ khi đạt được giải thưởng danh giá trên, đến nay hầu như bản thân giáo sư Ngô Bảo Châu chưa có những thành tích gì thêm đóng góp cho nền toán học nước nhà. Chỉ thấy, thời gian của giáo sư toán dường như không dành cho việc nghiên cứu toán, mà lại dành cho những việc chõ mồm vào để đá xéo chế độ, một chế độ đã cho bản thân Ngô Bảo Châu và gia đình những ưu đãi tốt. Cái này người ta thường gọi là Ngô Bảo Châu đang phản bội người nuôi dưỡng của mình, dân tộc mình. Ngày 19 tháng 5 năm 2016 vừa qua, trong khi người dân cả nước nói chung và những người dân Nghệ An nói riêng thành kính kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì một nhân vật mang có học hàm giáo sư ở độ tuổi còn khá trẻ viết lên trên mạng xã hội rằng có quý mến ai thì mong họ thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Có lẽ do bị nhiều gạch đá từ dư luận vì status thiển cận trên của giáo sư Ngô Bảo Châu đã ẩn nó đi. Nhưng cộng đồng mạng đã nhanh chóng chụp lại những bằng chứng trên để một phát ngôn nông cạn của một nhân vật mang học hàm giáo sư hẳn hoi như Ngô Bảo Châu. Có lẽ không cần phải giải thích gì thì những người tiếp cận tút trên của Ngô Bảo Châu đều hiểu là vị giáo sư này đang muốn nói điều gì. Tôi chưa được tiếp xúc với Ngô Bảo Châu nên không biết Châu giải toán như thế nào, nhưng chỉ qua mấy câu chữ trên thì thấy ở một vị mang hàm giáo sư nhưng phát ngôn rất hồ đồ. Nếu nói về Phật giáo, Ngô Bảo Châu đang dùng sai khái niệm. Theo Wikipedia thì luân hồi là một phạm trù trong nội Phật giáo, chỉ vòng sinh tử, những lần đầu thai tiếp nối nhau, trạng thái bị luân chuyển của một loài hữu tình khi chưa đạt giải thoát, chứng ngộ niết bàn. Theo quan niệm của Phật giáo, thoát khỏi vòng luân hồi hay không chẳng do thế lực nào quyết định, ngoài sự tu thân tích đức của chính chúng sinh đó. Các Đức Phật và Bồ Tát đều đã thoát khỏi luân hồi mà không phải là nhờ có chúng sinh cầu mong cho họ điều đó, và điều đó cũng không phụ thuộc việc ai bắt họ phải sống tiếp như thế nào. Nhưng dù có cả nghìn năm trôi qua, nhân loại vẫn tiếp tục xưng tụng họ, tu học theo con đường mà họ đã chỉ dẫn. Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, nhân dân cả nước trải qua các thế hệ đều yêu quý, trân trọng, thành kính và noi theo người. Bây giờ và mãi mãi sau này cũng sẽ là như vậy, bởi Bác Hồ là tượng trưng cho những giá trị có tinh thần trường tồn của dân tộc, độc lập, tự do, hạnh phúc. Việc người có thực sự ở cõi niết bàn hay không chắc chắn không liên quan gì đến sự nghiệp của đất nước hay của cá nhân. Nhưng những giá trị, chuẩn mực về đạo đức và tư tưởng của người thì đã, đang và sẽ luôn là mục tiêu hướng tới của cả dân tộc mình trên mảnh đất cong cong hình chữ S nằm trên bờ bên bờ Biển Đông. Một quốc gia bước ra từ chiến tranh liên miên do bị các nước thực dân đế quốc và trước đó là hơn ngàn năm Bắc thuộc, đầy rẫy những hậu quả của chiến tranh, mất mát đau thương về người, kinh tế kiệt quệ, các phương tiện vật chất bị phá hủy. Vì thế, dù trải qua hơn 40 năm sau chiến tranh, sự nghiệp xây dựng đất nước còn gặp nhiều khó khăn, không chỉ một bàn tay hay một nhóm bàn tay nào đó mà cần phải sự chung tay, góp sức của cả dân tộc thì mới có thể vực dậy và phát triển đất nước. Đó cũng là lý do chính phủ bỏ ra nhiều ưu đãi mà ít ai nhận được để mời giáo sư Ngô Bảo Châu, một vị giáo sư về toán học để về nước giúp sức cho đất nước. Nếu ở giáo sư này không hài lòng về chế độ thì tại sao lại xuất phát từ một công dân Việt Nam mang học hàm giáo sư?
Ngô Bảo Châu không có những hành động văn minh hơn, thể hiện đẳng cấp của giáo sư của mình trong việc góp ý trên tinh thần xây dựng quê hương đất nước ngày càng hoàn thiện hơn. Ngược lại, giáo sư Ngô Bảo Châu đang hành xử như một kẻ vô lại, không có học thức với những trò đánh lén sau lưng. Một mặt, Ngô Bảo Châu nhận vinh quang, nhận những ưu đãi cả về vật chất lẫn tinh thần mà chế độ xã hội chủ nghĩa này tặng, dùng nó để gây ảnh hưởng trong xã hội. Mặt khác, giáo sư Ngô Bảo Châu đã đa bát khi thỉnh thoảng rỉa rói móc ngoáy một số vấn đề với những ngôn từ hạ đẳng không xứng tầm của một vị mang hàm học giáo sư như Ngô Bảo Châu. Khi đánh giá về lịch sử thì nên đặt trong bối cảnh của lịch sử, rồi hãy phán xét này nọ với tư cách là thế hệ sau này. Và cách phát ngôn của giáo sư này cũng không khác gì phương pháp chụp mũ. Facebook Nam Trương Hải thẳng thắn bình luận: chuyên môn thì thiếu tập trung, lo chuyện đâu đâu làm gì, buồn quá cho một trí thức thiếu hiểu biết. Còn Facebook Phạm Quang Hưng thì chua chát thở dài bình luận: anh ấy nói gì là việc của anh ấy, nhưng thực sự em không quái giáo sư toán mà chả thấy post gì về toán học cả. Một hồi thành giáo sư biết tút thì buồn. Đó là hai trong hàng trăm, hàng ngàn bình luận của dư luận chỉ trích giáo sư Ngô Bảo Châu với status thiếu văn minh và có tính bồng bột phiến diện trên. Mới đây nhất, ông giáo sư biết tuốt này lại đăng đàn xã hội kêu gọi cư dân mạng ủng hộ kêu gọi nhà nước thả một tội phạm đã bị tòa án nhân dân kết án trong phiên tòa sơ thẩm, một tội phạm xâm hại an ninh quốc gia là mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Dĩ nhiên, chẳng có ai quan trọng lời kêu gọi của ông này. Tuy nhiên đã thấy rõ giáo sư Ngô Bảo Châu sắp thành một ngụy dân chủ. Đáng tiếc lắm thay. Từ khi đạt giải thưởng Pew cùng với việc bùng nổ mạng xã hội Facebook, có lẽ rằng giáo sư Ngô Bảo Châu đang bị ảo tưởng, ngộ nhận với những số lượt like và share của những Facebook ảo. Những con số này trên mạng xã hội và những lời lẽ nịnh nọt từ cộng đồng mạng đã biến giáo sư Ngô Bảo Châu từ một nhà khoa học chân chính, nhà toán học với những phát ngôn ất ơ bị dư luận lên án. Nếu không sớm tỉnh ngộ, Ngô Bảo Châu sẽ không thoát khỏi tình trạng thân bại danh liệt.